Mới đây, Cục xúc tiến thương mại Bộ Công Thương và sàn thương mại điện tử Sen Đỏ đã thiết lập gian hàng chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại nhằm hỗ trợ cho nông sản của Hải Dương, địa bàn gặp nhiều khó khăn do phải cách ly xã hội và một số địa phương chịu thiệt hại do dịch Covid-19. Chương trình này diễn ra trong tháng 3 năm 2021 nhằm tập trung cung cấp các mặt hàng nông sản của Hải Dương cho địa bàn Hà Nội thông qua sàn thương mại điện tử Sen Đỏ. Trong ngày đầu tiên, dự kiến lượng tiêu thụ sản phẩm nông sản Hải Dương đạt khoảng 10 tấn, gồm bắp cải, su hào, cà chua và trái cây. Các điểm cung ứng sản phẩm này được các cấp, cấp có thẩm quyền cấp giấy phép về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, dán tem truy xuất nguồn gốc, tuân thủ quy trình khử khuẩn, thực hiện quy định 5K do Bộ Y tế ban hành. Được biết, sản thương mại điện tử Sen Đỏ ra đời vào tháng 9 năm 2012 đến năm 2018, Sen Đỏ với tốc độ tăng trưởng vượt bậc đã đứng thứ 6 trong top 10 sản thương mại điện tử hàng đầu Đông Nam Á theo iPrice. Hiện Sen Đỏ là một trong những sản thương mại điện tử hàng đầu Việt Nam, phục vụ hơn 10 triệu khách hàng với 300.000 nhà bán hàng trên toàn quốc.